Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ của báo Thanh Hóa điện tử. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đoàn giám sát thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa giám sát hoạt động của hệ thống y tế cơ sở huyện Quảng Xương. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi chúc mừng các đơn vị nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Cảnh báo thủ đoạn kinh doanh đa cấp lừa đảo Skyway. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay, đoàn giám sát số 1 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tổ chức và hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Xương. Huyện Quảng Xương hiện có một bệnh viện công lập, một trung tâm y tế, 81 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân và 26 trạm y tế xã, thị trấn thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh. Trong thời gian qua, hoạt động của các cơ sở y tế đã từng bước được đổi mới theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Đặc biệt, tại Bệnh viện Đa khoa huyện đã triển khai áp dụng 7 kỹ thuật cao vượt phân tuyến. Tuy nhiên, hiện nay số lượng cán bộ y tế tại trạm y tế của huyện vẫn còn thiếu về số lượng. Đời sống vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên chức ngành y tế còn nhiều khó khăn. Việc cung ứng thuốc, vật tư y tế một số thời điểm còn chậm và thiếu. Quyết toán bảo hiểm y tế còn nhiều vướng mắc, gây khó khăn cho hoạt động của bệnh viện. Sau khi kiểm tra thực tế tại một số cơ sở y tế, nghe báo cáo giải trình của huyện, đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn giám sát, ghi nhận những kết quả mà hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Xương đạt được, đồng thời đề nghị huyện tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành đối với lĩnh vực y tế theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhân dân. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa về y tế, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế. Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của huyện Quảng Xương để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sáng 13 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và chúc mừng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng chí mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy những kết quả đạt được và lợi thế của tỉnh để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng với chính quyền trong tỉnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định tỉnh Thanh Hóa luôn tạo điều kiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật và phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh, việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực của Thanh tra tỉnh. Theo báo cáo việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh, từ năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2022, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 1.017 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 830 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 187 cuộc thanh tra đột xuất. Qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm hơn 380 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 166 tỷ đồng. Trong những năm qua, thanh tra tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành 49 kết luận thanh tra, phát hiện vi phạm về kinh tế phải xử lý hơn 105 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 103 tỷ đồng. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thanh tra tỉnh cùng với việc chủ động, kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, cần làm tốt hơn nữa công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác này, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức thanh tra, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thanh tra với các cơ quan trong khối nội chính nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 247.202 trường hợp mắc, 100 ca tử vong do sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc tăng 4,7 lần, tử vong tăng 80 trường hợp.
Bộ Y tế khuyến cáo, đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt loang quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp để tiêu diệt bọ gậy, loang quăng như thường xuyên thau rửa, đậy kín nắp bể và các vật dụng chứa nước, thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân trạn, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh, thả cá để tiêu diệt loang quăng. Khi có dấu hiệu bị sốt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Theo thông tin từ Cục An ninh Kinh tế thuộc Bộ Công an, hiện nay đang xuất hiện thủ đoạn lừa đảo kinh doanh theo phương thức đa cấp với tên gọi Skyway trên lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Skyway được giới thiệu là một tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không, thành lập ở Belarus, hoạt động theo hình thức huy động vốn từ các tổ chức cá nhân, nhà đầu tư, thông qua hình thức mua các gói cổ phần. Tại Việt Nam, Skyway có hoạt động ở một số địa phương như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang. Cục An ninh Kinh tế khuyến cáo thủ đoạn hoạt động của Skyway là chào bán số lượng cổ phiếu theo 15 giai đoạn để huy động vốn, thực hiện các dự án của mình. Mọi người đều có thể mua cổ phiếu của Skyway để trở thành nhà đầu tư. Khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư được hưởng cổ tức hàng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu. Họ được hưởng thêm hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới. Tuy nhiên, Bộ Công an xác định đến nay, những nhà đầu tư chưa nhận được tiền lãi. Skyway cũng chưa được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa đã ban hành thông báo số 02 ngày 10 tháng 10 năm 2022 về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Văn Lanh ở thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư thực hiện dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn Flamingo Hải Tiến. Trước đó, ngày 21 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa ban hành quyết định số 07 về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Trần Văn Lanh. Theo quyết định này, gia đình ông Lanh đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm B khoản 4 điều 14 Nghị định số 91 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hành vi vi phạm của ông Trần Văn Lanh đã làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư thực hiện dự án khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Linh Trường tại xã Hoàng Trường của công ty trách nhiệm hữu hạn Flamingo Hải Tiến. Tuy nhiên, qua 29 lần chính quyền huyện Hoàng Hóa và xã Hoàng Trường tuyên truyền vận động, thuyết phục, gia đình ông Lanh vẫn không thực hiện. Để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa đã ban hành thông báo cưỡng chế buộc ông Lanh tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng và di chuyển, chặt bỏ toàn bộ cây cối, hoa màu vi phạm trên diện tích đất sử dụng không hợp pháp, khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định. Thời gian cưỡng chế dự kiến bắt đầu từ 7 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2022. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đấu tranh triệt phá đường dây mua bán pháo trái phép quy mô lớn, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ gần 350 kg pháo hoa nổ có xuất xứ từ Trung Quốc và Thái Lan. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, trên quốc lộ 1A thuộc khu vực thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Quảng Xương bắt giữ Trần Văn Minh, sinh năm 1982, ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, có hành vi vận chuyển hàng cấm. Kiểm tra phương tiện do đối tượng này điều khiển, lực lượng công an thu giữ nhiều thùng cắt tông, bên trong chứa 126 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả trên một hộp, tổng trọng lượng 230 kg do Trung Quốc và Thái Lan sản xuất, gần 2.000 bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ mua bán. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục bắt giữ 6 đối tượng khác. Khám xét nơi ở của các đối tượng này, lực lượng công an thu giữ thêm 113 kg pháo hoa nổ, 13 con dao nhọn, kìm cộng lực, thuốc nơ vít. Làm việc tại cơ quan điều tra, các đối tượng này cho biết số pháo hoa trên được các đối tượng mua từ Lào, sau đó tập kết tại khu vực rừng núi vắng người để tìm cách tiêu thụ. Giảm số lượng tàu cá xuống 83.600 chiếc vào năm 2030 là một trong những nội dung nằm trong quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang trong giai đoạn cuối trước khi trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của dự thảo là quy hoạch khai thác thủy sản một cách bền vững, trong đó tiếp tục giảm số lượng tàu cá xuống còn 83.600 chiếc vào năm 2030.
Hiện số lượng tàu cá của cả nước là khoảng trên 91.700 tàu. Với mục tiêu mới mà dự thảo quy hoạch đề ra, Việt Nam sẽ giảm hơn 8.000 tàu vào năm 2030 nhằm bảo đảm phát triển khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình. Ác quỷ Enigma, sức mạnh vượt thời gian. Enigma, timeless power.